Chị Thanh Nguyễn mến chào tất cả các em. Dạo gần đây thì chị thấy nổi lên một loại bánh rất là hot, đó chính là bánh mì Thanh Long. Bánh mì Thanh Long này thì người ta làm ra để nhằm mục đích giúp các bác nông dân giải cứu Thanh Long. Chị thì cũng rất là muốn giúp các bác nông dân, cho nên hôm nay chị sẽ thử làm bánh bao Thanh Long. Chắc hẳn là bây giờ các em đang nghĩ tại sao bánh mì Thanh Long hot chị không làm, chị lại đi làm bánh bao. Rất là đơn giản thôi, bởi vì chị không biết làm bánh mì. Chị đã từng học về làm bánh mì rồi, nhưng mà làm bánh mì rất là khó. Trong khi đó chị lại có kinh nghiệm làm bánh bao, cho nên là chị tin rằng chị làm bánh bao thì sẽ thành công. Mà nếu như chị làm thành công thì sẽ có rất là nhiều bạn làm được giống như chị. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm luôn nhé. Để làm được bánh bao Thanh Long thì chúng ta cần phải có một quả thanh long như thế này. Thanh long thì các em có thể sử dụng thanh long ruột đỏ hoặc là thanh long ruột trắng, nhưng mà chị nghĩ rằng thanh long ruột đỏ thì sẽ làm cho chiếc bánh bao của chúng ta có màu sắc đẹp hơn. Tiếp theo đó chính là bột bánh bao. Bột bánh bao thì có rất là nhiều loại, các em không nhất thiết phải mua loại giống như của chị, miễn sao loại đó có men là được. Nếu như các em mua loại không có men này á thì các em sẽ phải mua thêm men, như vậy thì sẽ rất là phức tạp. Bây giờ thì chị sẽ phải cắt thanh long, sau đó cho vào máy xay để xay thanh long luôn. Thanh long này, ruột đỏ này các em, thanh long này ăn rất là ngọt luôn và thơm nữa. Đó, chị sẽ cắt ra, sau đó bỏ vỏ. Màu của nó rất là đẹp đúng không em? Chị thấy rằng thanh long ruột đỏ thì ngọt hơn thanh long ruột trắng rất là nhiều. Nếu mà bạn nào cảm thấy là cái này chưa ngọt lắm thì các em có thể sử dụng thêm đường khi mà trộn bột. Nhưng mà chị thấy là thanh long này nó đã ngọt sẵn cho nên là chị không sử dụng đường. Đối với loại bánh bao lần này thì chị làm bánh bao chay, cho nên là chị cũng sẽ không làm nhân thịt. Một bịch bột bánh bao như vậy thì chúng ta sẽ không làm hết một quả đâu. Chị làm hết khoảng 2/3 quả thôi. Miếng này thì chị sẽ ăn. Ngọt lắm luôn em ạ. Khi ăn xong chúng ta nên bậm bậm môi một chút xíu, để có gì thì môi của chúng ta sẽ đỏ như là tô son. Bây giờ thì chị sử dụng cái máy ép nước trái cây này để ép lấy nước thanh long. Nếu mà nhà bạn nào không có máy ép nước trái cây, chúng ta có thể sử dụng máy xay sinh tố. Máy xay sinh tố cũng rất là tiện đúng không? Mà nhà bạn nào không có máy xay sinh tố nữa thì các em có thể sử dụng một cái muôi như thế này hoặc là một cái thìa để nghiền thanh long ra. Đầu tiên thì chị sẽ cho thanh long vào trong đây. Nếu mà máy xay sinh tố thì sẽ tiện hơn, chúng ta sẽ cho được nhiều miếng vào cùng một lúc. Sau đó bật nút. Đó, các em thấy chưa, màu sắc của nó rất là đẹp đúng không nào? Khi xay xong một quả thanh long thì chị sẽ có hai phần, một phần nước và một phần bã. Phần bã này thì chị cũng không bỏ đi mà sẽ tận dụng làm bánh luôn. Nếu như các em xay bằng máy xay sinh tố hoặc sử dụng thìa để nghiền ra thì cả phần nước và phần bã này sẽ được trộn lại với nhau. Hai phần này thì chị sẽ để ra đây. Bây giờ thì chị sẽ bóc bột ra trước. Bên trong đây thì có sẵn một gói men. Khi mà các em lấy bột thì các em chú ý là để lại một chút bột như thế này, để tí nữa chúng ta sẽ bôi qua tay để chúng ta nhào bột và không bị dính. Nhớ là phải rửa thật là sạch tay trước khi mà chúng ta làm bánh nhé. Còn nếu không thì các em cũng có thể đeo găng tay. Đây chính là gói men của chúng ta các em à. Gói men này thì người ta đã cân đúng trọng lượng để làm với từng này bột rồi, cho nên rất là đơn giản. Chị sẽ đổ gói men ra đây, ra một cái tô như thế này. Với gói men này thì sẽ làm bột của chúng ta trở nên bông và xốp hơn đấy các em ạ. Sau đó cho vào trong cái tô này 150 ml nước thanh long. Ở đây đang là 350, chị lấy đi 150 thì sẽ còn lại 200. Và chị sẽ hòa tan cái bột này ra. Lúc này thì men đã tan hết, chị sẽ đổ vào bên trong bột luôn. Nhìn màu bột rất là đẹp đúng không các em? Lý do mà chị giữ lại một ít cái của thanh long đó chính là chị muốn tận dụng một vài cái hạt này đây. Khi mà chúng ta cho hạt vào trong cái bột này, lúc mà chúng ta hấp bánh xong thì sẽ nhìn thấy những cái hạt này, nó sẽ đẹp hơn đấy các em ạ. Giống như kiểu là điểm nhấn vậy. Bây giờ thì chị chỉ cần dùng tay và nhào bột thôi. Mặc dù đã rửa tay rất là kỹ rồi nhưng mà để đảm bảo vệ sinh thì chị cũng nên đeo bao tay. Khi mà các em mua bao tay thì các em chú ý là chúng ta nên mua loại tự hủy sinh học, như vậy thì sẽ thân thiện với môi trường hơn. Chị chỉ cần bóp như thế này trong khoảng thời gian là 20 đến 25 phút là được. Bột đã được nhào xong, bây giờ thì chị sẽ nặn bánh. Trước khi nặn bánh thì chị sẽ phải đổ một ít bột khô ra tay. Như vậy thì sẽ không làm cho bột dính tay đấy các em ạ. Cho ra thớt nữa. Chị sẽ sử dụng hai cái thớt. Nếu mà cái thớt này thì chị sẽ dùng để đựng bánh. Nếu mà bạn nào không có hai cái thớt thì các em có thể đựng ra mâm hoặc là ra đĩa cũng được. Nặn bánh thì có rất là nhiều kiểu. Bạn nào thích nặn như thế này cũng được, và bạn nào thích nặn hình tròn cũng được. Bây giờ thì chị sẽ tạo kiểu cho cái bánh. Thường thì chị thấy người ta hay làm kiểu gì ta? Đó, chị sẽ làm như thế này, sau đó lấy cái ly. Thường thì người ta sẽ cán bằng cây lăn bột cơ, nhưng mà nhà chị thì không có cây lăn bột, cho nên là chị sẽ dùng cái ly này. Cán đều, thiệt là đều. Chị sẽ làm cho chỗ này nhọn nhọn nữa cho đẹp. Sau đó cuốn lại là xong. Wow, cũng khá là xinh đúng không em? Như vậy là xong một cái. Chị sẽ tiếp tục làm cái thứ hai. Lần này chị sẽ làm dài hơn, to ngang hơn. Chúng ta cũng có thể nặn bánh thành một cái nơ. Làm được một cái nơ thì chị sẽ phải sử dụng cả con dao này nữa. Đầu tiên thì nặn nó thành một cái hình tròn. Sau đó chia nó ra làm hai như thế này. Nhưng mà chú ý đừng cắt rời nó ra nhé. Và kéo nó dài dài ra. Cuối cùng là vặn nó ngược lại như thế này. Như vậy là thành một cái nơ rồi này các em. Nơ này hơi xấu, làm lại. Chúng ta cần phải bóp cho bột mềm hơn. Chia nó làm đôi như vậy. Wow. Và quay vòng nó lại. Như vậy là chị đã có một cái nơ rồi này các em. Chị sẽ làm thêm những cái đường này nữa. Wow, rất là giống cái nơ đấy các em ạ. Không giống cái nơ cho lắm. Nặn cái này giống như kiểu là nặn đất sét vậy các em ạ. Rất là thích luôn. Đây, Mạnh Danh tiểu bảo thúi, một cái bánh mì. Wow, wow. Và như vậy là chị vừa mới nặn xong một vài cái bánh. Chị thấy rằng nó khá là xấu cho nên là chị hy vọng là tí nữa ăn nó sẽ ngon. Bây giờ thì chị sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm này và bọc lại. Sau đó chờ đợi trong khoảng thời gian là 1 tiếng đồng hồ để cho bột nở ra các em ạ. Đó, chỉ cần làm như thế này và chờ đợi thôi. Để đỡ mất thời gian thì chị cũng đã chuẩn bị một vài cái bánh ở đây các em ạ. Đây là những cái bánh mà lúc nãy chị đã nặn, giống kiểu như là chị đã nặn vừa rồi cho các em xem đấy. Đây là cái bánh hình tròn này, chị đã nặn sau đó lấy con dao để tạo thành những đường viền như thế này. Nhưng sau khi nở ra thì các em cũng có thể nhìn thấy, nó nở ra thì chúng ta không thấy những đường viền đó nữa. Và bánh nở ra rất là nhiều, khi mà ấn vào thì xốp như thế này luôn này các em. Đó, tơi xốp luôn, đã thật. Và điều đặc biệt đó chính là nếu mà chúng ta ấn vào như thế này, chúng ta để một lúc sau thì nó lại tiếp tục nở ra và không bị méo mó nữa. Rất là đẹp đúng không em? Cái này thì cảm thấy như là căng tròn luôn. Lúc nãy thì cái này chị nặn hơi nhỏ một chút xíu cho nên là nó nhỏ hơn cái này. Wow, còn đây là cái nơ. Đây là bông hoa này các em. Bông hoa kia chị làm 6 cánh nhưng mà bông hoa này chỉ có 4 cánh thôi. Khi mà bánh đã nở ra như thế này thì chúng ta sẽ đem đi hấp. Hấp thì rất là đơn giản, chỉ cần hấp cách thủy thôi. Chúng ta có thể hấp bằng lò vi sóng hoặc là hấp bằng xửng hấp. Trên bàn của chị lúc này là 2 đĩa bánh bao Thanh Long đã được hấp theo 2 cách khác nhau. Một đĩa thì được hấp bằng lò vi sóng, còn đĩa này thì được hấp cách thủy. Nhưng các em cũng đã nhìn thấy sự khác biệt của 2 đĩa này đúng không nào? Loại mà hấp bằng lò vi sóng thì nó có bề mặt bên ngoài khá là cứng và khô, còn loại này nhìn ẩm ướt và nhìn rất là bóng. Không biết ăn thì nó sẽ như thế nào. Chị sẽ mở ra và cho các em xem bên trong. Loại này thì khô giống như kiểu là bánh mì. Bây giờ thì nó đang còn khá là nóng. Và màu sắc thì chị thấy rằng khi mà chúng ta hấp xong thì nó không được đẹp như là lúc đầu. Wow, các em thấy bên trong không? Bên trong màu sắc của nó cũng khá là đẹp đây. Và bánh cũng rất là tơi xốp, giống như kiểu là bánh mì thôi các em à. Đó, các em thấy chưa? Rất là xốp luôn, rất là bông. Còn đây, chắc hẳn là nãy giờ các em đã nghĩ đến một ly rượu vang đỏ đúng không nào? Nhưng mà thực ra không phải, nó chỉ là một ly nước ép Thanh Long mà thôi. Chị sẽ uống thử xem như thế nào. À, cay quá, giống y như rượu. Được em thôi, nó rất là ngọt. Sau khi cái bánh này nguội thì chị sẽ ăn luôn. Ăn rất là giống bánh mì luôn. Có điều là cái này nó rất ngọt, vị ngọt tự nhiên chứ không phải là vị ngọt như của bánh mì mà chúng ta cho thêm đường. Vậy thì chắc chắn là bánh mì Thanh Long cũng như vậy luôn ngay mà. Làm bánh bao mà ăn giống bánh mì đúng là thất bại. Nhưng mà bánh bao dễ hơn bánh mì mà lại làm ăn giống bánh mì thì có phải là thành công không đúng không em? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ăn bánh bao. Bánh bao bên đây các em à, nhìn sơ qua bên ngoài thôi là các em cũng thấy nó giống bánh bao rồi đúng không nào? Chỉ có điều là màu của bánh bao này rất là đẹp. Đây chính là phẩm màu tự nhiên các em à. Phẩm màu này lấy từ quả thanh long. Đó, khi mà chúng ta hấp bằng cách thủy thì nó sẽ tơi ra được như thế này. Và nó rất là mềm, nó không cứng như là hấp bằng lò vi sóng. Các em thấy chưa, khi cắn thì cũng rất là ngon luôn. Nó mềm ơi là mềm, nó không hề bị khô. Giống y hệt bánh bao. Đúng là bây giờ chị đã làm thành công cả hai loại. Một loại là bánh mì và một loại là bánh bao. Ngon lắm anh tiểu thúi ạ. Vị ngọt của nó rất là thanh. Mùi thì cũng rất là thơm. Thơm ngọt luôn đấy. Mà các em nhìn này, cái bánh bao này cũng rất là đẹp luôn. Nó được tô điểm bằng những cái hạt thanh long màu đen như thế này. Bánh bao này không cần có nhân bởi vì nó ngon sẵn rồi. Nếu mà bạn nào chưa từng ăn thử thì các em cũng hãy ăn thử một lần đấy nhá. Chị chắc chắn rằng các em sẽ không thất vọng đâu. Đó, nó tơi như thế này này các em. Và như vậy là chị đã có một bữa tiệc bao gồm nước ép Thanh Long, bánh mì Thanh Long và bánh bao Thanh Long. Nếu mà loại bánh mì này được nướng bằng lò nướng thì chắc chắn sẽ ngon hơn đấy. Vậy thì chị hiểu rằng lý do tại sao mà bánh mì Thanh Long trở nên hot như thế, bởi vì nó rất là ngon. Còn bây giờ video của chị đến nơi kết thúc rồi. Nếu như các em thấy video này hữu ích, có thể giúp các em trong việc làm bánh bao Thanh Long thì các em hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em nữa sau.